Đây là đường hầm kênh từ 30 năm trước. Anh và Pháp cùng nhau trên eo biển Anh xây dựng đường hầm dưới biển dài nhất thế giới. Tổng chiều dài vượt quá 50 km. Đường hầm nối Anh và Pháp London kết nối với mạng lưới đường sắt trên khắp lục địa. Nó còn được mệnh danh là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Đường hầm kênh, nó thực sự bao gồm hai đường hầm chính song song với nhau và một đường hầm dịch vụ thứ ba nhỏ hơn. Hầm dịch vụ rộng 4,8 m được sử dụng để cung cấp thông gió đường hầm và lối thoát hiểm. Đường kính của hai đường hầm chính mỗi đường là 7,6 m, khoảng cách giữa nhau là 30 m. Tổng chiều dài của đường hầm là 50,5 km, phần dưới nước dài 37 km. Điểm sâu nhất của đường hầm là 75 m dưới mực nước biển, đạt bất kỳ đường hầm nào dưới biển. Đó là một công việc rất thử thách. Người Anh và người Pháp 30 năm trước luôn nghĩ làm sao để thực hiện được kỳ tích tuyệt vời này. Kết nối quần đảo Anh với châu Âu, đây là điều người châu Âu luôn nghĩ. Ngay từ những năm 1802, một kỹ sư nảy ra ý tưởng xây đường hầm. Mặc dù vào thời điểm đó, ý tưởng của họ là tạo ra một đường hầm để một cổ xe có thể đi qua và phía trên có ống để thông gió. Đến năm 1862, một đường hầm khác được đề xuất, nhưng lo lắng về áp lực chính trị tiềm tàng cho các cuộc xâm lược trong tương lai. Dự án đã bị chấm dứt, nhưng người ta vẫn cho rằng đã có hàng ngàn mét đường hầm đã được đào trước đây. Đến những năm 1970, một nỗ lực khác để xây dựng một đường hầm được phá. Nhưng dự án cũng thất bại, cho đến giữa những năm 1980, đề xuất đường hầm như chúng ta biết đã được chấp nhận và chính thức khởi công xây dựng. Một số đề xuất khác cũng đã được xem xét vào thời điểm đó, nhưng tất nhiên, cuối cùng kế hoạch kết nối đường hầm đã thắng lợi và bắt đầu xây. Nó không hẳn là một đường hầm, đúng hơn là ba đường hầm riêng biệt, chúng được kết nối với nhau, có hai hầm đường sắt chính. Mỗi dịch vụ cung cấp dịch vụ đa kênh một chiều, ba đường hầm dịch vụ, sau đó chạy giữa hai hầm đường sắt, ba đường hầm bắt đầu từ hai bên eo biển và cuối cùng kết nối với nhau ở trung tâm sâu dưới đáy biển. Điều tuyệt vời của đường hầm là độ lệch đường hầm giao nhau cuối cùng nhỏ hơn 60 cm. Đó là một kỳ công tuyệt vời của kỹ thuật thiết kế của dự án. Đi theo con đường được gọi là thành hệ chốc ma, lớp này có độ thấm kém và có ít vết nứt hơn các khối đá phía trên, là sự lựa chọn tốt nhất cho việc đào hầm, nhưng nói dễ hơn làm. Đầu tiên, yêu cầu các nhà địa chất sử dụng máy dò để phát hiện đáy eo biển, đo độ sâu của lớp phấn và vẽ một đường xuyên qua nó và nhập các tọa độ này vào thiết bị laser, phát ra tia ray, hướng dẫn máy khoan hầm theo hướng đào. Trong suốt quá trình này, người khảo sát cần phải liên tục định hướng lại tia laser, một yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của đường hầm kênh, một thiết bị không thể tách rời từ những năm 1980, đạt được những bước tiến lớn về hiệu quả và bảo mật, đó là máy khoan đường hầm. Khoan là quá trình đào đường hầm rất vất vả và cũng vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi trình độ và kỹ thuật cao, nhưng sự ra đời của máy khoan hầm đã kết hợp nhiều kỹ thuật tuyệt vời trong một cỗ máy khổng lồ và cực kỳ phức tạp. Sau khi lắp đặt toàn bộ máy bên trong hầm đang thi công, lưỡi dao khổng lồ xoay bắt đầu khai thác đất đá và đưa nó đi qua khe hở vào vị trí xuống phía sau và trộn thành một vòng cung linh hoạt. Nếu bề mặt đất không ổn định, để tránh cho mặt lớn nhất của đường hầm bị sập hoặc đào quá nhanh, đất đã được đào lên sẽ được sử dụng để hỗ trợ các đường hầm. Khi máy di chuyển về phía trước, áp suất trong buồng đào sẽ tăng dần, dùng để cân bằng áp lực đất và áp lực nước trên mặt hầm, do đó hỗ trợ đường hầm, ngăn chặn sự sụp đổ. Mặt phụ dài của đường hầm được giám sát liên tục bằng cảm biến áp suất, kiểm tra khả năng quay của bánh cắt và băng tải trục vít, theo dõi vật liệu khai thác. Sau đó nguyên liệu sẽ được đưa đi trên băng truyền. Khi giai đoạn đào hầm hoàn tất, bề mặt cắt và băng tải trục vít sẽ dừng lại, giai đoạn xây dựng vòng sẽ bắt đầu. Vòng đường hầm hoàn chỉnh được làm từ nhiều thanh thép đúc sẵn, phần lót bằng bê tông. Những kết cấu thép đúc sẵn này được sản xuất tại các nhà máy đặc biệt trên mặt đất, phải phù hợp với kích thước chính xác yêu cầu và đưa vào đường hầm thông qua một toa tàu phẳng. Các phần bê tông được cung cấp bởi máy cấp bê tông và sử dụng chân không để nâng vào vị trí, xi lanh thủy lực tạm thời rút lại để cung cấp đủ không gian cho phần khúc cốt lõi. Các bộ phận này được định vị với độ chính xác đến từng mm và được giữ cố định bằng một hình trụ, cuối cùng được bắt vít vào vị trí, hình thang hình nón. Đặt vòng đường hầm đã hoàn thành từ phía trước. Mỗi vòng đường hầm riêng lẻ được xây dựng theo dạng hơi hình nón. Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi hướng của hình nón để xây dựng các đường cong dọc theo tuyến đường hầm. Trong mọi quy trình công việc, người lao động và máy móc được bảo vệ bằng lớp vỏ bảo vệ, được bảo vệ khỏi bão hòa, áp suất nước và tác động của mặt đất. Một trong những thiết kế khéo léo của đường hầm eo biển đó là có một đường hầm dịch vụ dẫn đường trong việc xây dựng đường hầm. Nói một cách khác, đường hầm này sẽ được sử dụng như một dự án thí điểm, dùng nó để hạn chế rủi ro hơn để khám phá địa chất. Trước khi tiến hành xây dựng đường hầm chính, đầu tiên hãy giải quyết những trở ngại trước mặt bạn. Đó cũng là sự xác nhận, hướng dẫn và đảm bảo đường hầm gặp nhau ở giữa. Các ô vuông được căn chỉnh chính xác. Đường hầm dưới biển Pháp Anh
ngoài hai hầm đường sắt một chiều lớn và một đường hầm dịch vụ, còn có hai hang động lớn giao nhau. Hai hầm đường sắt giao nhau tại đây, đường hầm dịch vụ cứ sau 375m, nối hai hầm đường sắt bằng lối đi ngang. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc hỏa hoạn, những lối đi này có thể được sử dụng làm lối thoát hiểm khẩn cấp trong đường hầm. Trong đường hầm, tàu cao tốc giống như một tít tông lớn, để một luồng không khí hướng xuống phía trước nó. Lái xe dọc theo đường ống, sự biến động nhanh chóng của áp suất không khí có thể gây ra lực cản cho tàu hỏa và ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách và làm gián đoạn hệ thống thông gió. Để giải quyết vấn đề này, họ đã xây dựng một loạt các kết nối đường ống rộng 2m. Những ống này được gọi là ống xả piston, cho phép không khí được kiểm soát, một đường hầm dẫn vào một đường hầm khác. Toàn bộ quá trình thi công đường hầm canh sử dụng hơn 13.000 công nhân, 10 công nhân tử vong khi thi công. 2 năm rưỡi sau khi bắt đầu xây dựng đường hầm, cả hai đầu cuối cùng được kết nối. Tàu khách đi qua hầm năm 2007, tuyến đường cao tốc số 1 được bổ sung, có thể đi tàu từ London đến Paris và xa hơn nữa. Chắc chắn, không chỉ có người đi qua đường hầm canh, ngoài ra còn có hàng hóa. Các phương tiện vận hành khác nhau, đi từ Paris đến London bằng tàu cao tốc, chỉ mất 2 giờ 15 phút. Trong 30 năm hoạt động thì mỗi năm có hơn 20 triệu người sử dụng cơ sở hạ tầng đáng kinh ngạc này. Công ty đạt doanh thu 1,4 tỷ euro trong 9 tháng đầu năm 2023. Ba đường hầm này kết nối toàn bộ lục địa châu Âu, chứng tỏ sức mạnh phi thường của kiến trúc này.